Dạ vâng, Quốc Hùng xin chào toàn thể tất cả các bác. Thì trong video hôm nay thì Quốc Hùng xin mời tất cả các bác cùng thắm âm qua bộ đôi sản phẩm mà bên em sẽ phối ghép cho tất cả các bác, vừa kết hợp nghe nhạc vừa karaoke tuyệt vời. Đó là chiếc đáy Acouphase Pro 30. Đấy, hàng mà vừa đẹp keng luôn các bác. Đấy, và đôi lo là đôi lo B-Way BR15. Đôi này có bát sở hữu là bát 40, một chép kè, và bát là bát từ neo nha bác, nên là rất nhẹ nhàng, hát bay bóng cực kỳ là hay. Bát 40 rất phù hợp cho tất cả bác karaoke và nghe nhạc luôn nha. Chép thì tiếng cực kỳ là sáng luôn. Đó. Rồi thì giờ thì bên em sẽ báo giá luôn để cho tất cả bác cân đối, và các bác nào có nhu cầu thì alo em. Chiếc đáy Acouphase Pro 30, hàng siêu hiếm và cũng như là siêu đẹp cho tất cả bác siêu tầm, thì có giá là 48 triệu bên em bao ship toàn quốc và tặng kèm theo giá rất nhiều bác nha. Thị trường Việt thì chỉ có hai con, mà hai con thì nó đang ở bên âm thanh Quốc Hùng, nên là các bác nào muốn sở hữu siêu tầm thì alo cho em qua số điện thoại trên màn hình. Thứ hai là chiếc đáy đôi lo BR15 còn nguyên thùng nha bác, còn nguyên thùng giấy của nó luôn. BR15 bát 40 và từ neo và một chép kè cực kỳ là xịn sò, rất là hay. Thùng bó nhựa màu xám ghi sơn sần cát. Đấy, rất là đẹp luôn nha, đôi lo cực kỳ là đẹp luôn nha bác, mới, rất là mới. Đấy, đôi lo này thì có giá là 15 triệu bên em đã bao ship nha bác nhé, 15 triệu bên em bao ship. Rồi thì chúng ta cùng đi vào thưởng thức chất âm của cái bộ đôi này nha. Bác nào có nhu cầu mua lo mua đói thì alo em nha. Đấy, rồi cũng nghe nhạc tiết tấu chậm, nhạc tĩnh nha bác nhé. Đã dịu phong dù buồn, để
ven phố nghe mưa tụi hầm, nghe ngoài trời giăng mây tuôn. Ngày mai em đi điện cò bâng khuâng gọi thầm, ngày mưa tháng nắng còn buồn, bàn tay nghe ngóng tin sâu. Ngày mai em đi thành phố mắt đêm đèn vàng, mưa bóng sương qua ngập ngừng, nghe trời gió lộng quay BR15 và cũng như là chiếc đĩa Acoustic Pro 30. Đấy, chất âm của chiếc đĩa này ra quá là tuyệt vời luôn. Đang đánh trực tiếp từ đĩa ra loa luôn nha bác nha. Đấy, cực kỳ là hay luôn. Nghe rất phê, vừa nghe nhạc vừa karaoke nha bác nha. Thì giá thì em đã báo rồi. Thì tất cả bác nào có nhu cầu mua hàng thì liên hệ của Hùng qua hai số điện thoại trên màn hình. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả bác những video lần sau.